Jisoo lại xếp cuối về thời lượng lên hình trong MV mới của Blackpink, nhưng Rose mới ít cảnh solo nhất, nhưng vẫn nên ca ngợi vì chia đều chằn chặn. Trở lại sau hơn một năm vắng bóng, Blackpink thực sự gây bão mạng xã hội vì MV How You Like That, đem lại cảm giác thỏa mãn từ phần tiếng cho tới phần hình. Xem xong MV, ai nấy đều choáng ngợp trước nhan sắc của bốn cô gái, những set đồ bạc tỷ cùng các phân cảnh được dàn dựng công phu, hoành tráng đậm mùi tiền. MV How You Like That Blackpink. Tuy nhiên người hâm mộ không bị phân tâm bởi các cảnh quay mãn nhãn, mà quên việc cân đo đong đếm, thấy lượng lên hình của các thành viên. Blackpink chỉ có 4 người, do đó ai cũng mong các cô gái được tỏa sáng một cách công bằng, qua đó đặt nhiều kỳ vọng vào cách chia screen time của IG trong lần comeback này. Về thấy lượng lên hình tổng thể, kết quả cho thấy Jennie dẫn đầu MV How You Like That. Các cảnh quay có mặt cô chiếm tới hơn 1 phút và 24,3 giây, riêng những góc quay solo trên cận mặt đã chiếm tới 33,87 giây. Lisa bám sát nút Jennie với cách biệt vô cùng nhỏ. Theo sau hai nữ idol lần lượt là Rose và Jisoo. Visual của Blackpink lại một lần nữa là người xếp cuối nhóm về screen time sau khi bét bảng, trên live hát. Thời lượng lên hình của Blackpink trong MV How You Like That. Tuy nhiên, nếu xét về screen time solo và thời lượng cảnh quay cận mặt, thì Rose mới là người lên hình ít nhất. Những cảnh focus của main vocal của Blackpink chỉ chiếm 21,27%. Điều này khiến fan của bông hồng nước Úc khá tiếc nuối vì nữ idol từng bùng nổ khi nhuộm tóc xanh khói trong teaser comeback, thế nhưng vào MV cô lại không có nhiều đất thể hiện như mong đợi. Thời lượng solo trên focus của Blackpink trong MV How You Like That. Rose mới là người có ít cảnh quay solo và cận mặt nhất trong MV. Dù có sự chênh lệch về thời lượng xuất hiện của bốn cô gái trong How You Like That, đã vậy Jisoo tiếp tục đội sổ, nhưng với Blink thì MV mới lại chia screen time đều ngoài sức tưởng tượng. Lý do là vì cách biệt giữa các thành viên cực kỳ ít ỏi, người lên hình nhiều nhất là Jennie chỉ hơn Jisoo, chưa đến 1%. Sự chênh lệch về screen time giữa các thành viên trong MV mới là không đáng kể. Dường như IG đã ý thức được cuộc cạnh tranh ngầm trong nội bộ fandom Blackpink xung quanh việc phân chia screen time qua các lần comeback trước, nên dường như ai cũng có phần trong MV How You Like That. Sau hàng loạt tranh cãi người được thiên vị, kẻ bị đối xử bất công thì thời lượng lên hình đều chằn chặn, này dường như đã làm người hâm mộ tạm hài lòng, vì thành viên nào cũng được tỏa sáng ngang nhau. Các fan có phần hài lòng với screen time đồng đều của Blackpink, Jisoo dù xếp cuối nhưng không chênh lệch với các thành viên khác là bao. Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Jennie, Jisoo, Lisa, Rose. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.